bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh bắc hán thần công dịch cân kinh nghe chọn bộ tại mê truyện audio com huyền huyễn thế giới thật là đáng sợ dù là ngươi là thanh phong thành đệ nhất nhân cũng có thể là bất cứ lúc nào bị giết đầu một nơi thân một nẻo đường quốc thanh phong thành kỳ lân học phủ theo địa cầu xuyên qua mà đến Giang Thần, nhìn xem ngày xưa Thanh Phong thành võ đạo đệ nhất nhân kia tạm thời chấp vá bắt đầu, nhưng như cũ không đủ hoàn chỉnh cường tráng thân thể. Không khỏi khóe miệng co giật lập tức, trong nội tâm tràn đầy đối không biết sợ hãi tử vong. Xem ra cự tuyệt gia tộc đề nghị là chính xác. Nguyên bản xuyên qua tới về sau, gia tộc trưởng bối hy vọng Giang Thần đi học võ, tiến vào phủ thành chủ là phủ binh đáng tiếc liên tiếp phát sinh gia tộc thiên tài bị ám sát, phụ mẫu mất tích bí ẩn. Không muốn lại chết một lần giang thần không để ý gia chủ uy bức lợi dụ, dứt khoát mà mà quyết định phân ra, mang theo cực ít vòng vèo đi tới thanh phong thành. Đồng thời nương tựa theo mất tích phụ mẫu được ấm, có liên lạc thanh phong thành kỳ lân học phủ một tên giáo viên, dành gia nhập kỳ lân học phủ cơ hội kết quả đang chờ đợi đối phương hồi âm thời điểm, liền để giang thần thấy được vừa rồi máu tanh hình ảnh, mắt thấy thanh phong thành ngày xưa đệ nhất cao thủ tử vong thảm trạng. Đây càng thêm kiên định giang thần ý nghĩ. Không đi làm phủ binh. Già nhập kỳ lân học phủ mưu sinh, hèn mọn phát dục Giang thần điệt nhi ngay tại giang thần cố gắng đem trong đầu thanh phong thành đệ nhất cao thủ tử vong thảm trạng ném ra ngoài sau đầu kiên định tín niệm mình thời điểm một trận tiếng bước chân vang dội đến ngay sau đó giang thần một cái thanh âm quen thuộc theo hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta kỳ lân học phủ một tên giáo tập thoại âm rơi xuống thời điểm đối phương đưa cho giang thần một cái có khắc kỳ lân tiêu chí bảng tên giang thần nhìn xem trước mặt tai to mặt lớn tự mình ở cái thế giới này đồng hương cái chết của phụ thân đảng không khỏi mà nói đa tạ trần bá bá ta giang thần nhất định không quên mất ngài đại ân đại đức một người nhà không nói hai nhà lời nói tai to mặt lớn trần bá nhân lắc đầu đồng thời nhìn chằm chằm giang thần nói đại chất tử ngươi thật không hối hận sao giang thần phản hỏi hối hận cái gì trần bá nhân nói Người võ đạo Thiên Phú tại Văn Đạo phía trên, mặc dù không nhất định sẽ có đại thành tựu, thế nhưng là dù sao cũng so lưu tại Kỳ Lân Học Phủ là một cái tiểu tiểu giáo tập. Giang Thần bình tĩnh mà nói, "Trần Bá Bá ngươi hẳn là rất rõ ràng, học tập võ đạo người tất nhiên cường đại, thế nhưng là một năm tử thương vô số." Giang Thần hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm Trần Bá Nhân nói, Trần bá bá, ta sợ chết, ta không muốn giống như cha mẹ ta thần bí như vậy mất tích, lại hoặc là bị người trộm sờ sờ xử lý phơi thay hoang dã, không người thay bọn hắn nhặt xác. Ta chỉ muốn tìm một cái ổn định làm việc, nhiều một chút tự vệ thủ đoạn, lưng tựa kỳ lân học phủ, bình an vượt qua cả đời, ta minh bạch. Trần bá nhân nhìn chằm chằm giang thần nhìn một chút, nhìn thấy giang thần nội tâm vô cùng kiên định, không trần chờ chút nào bộ dạng thế là hắn cảm khái một tiếng về sau, quay người hướng phía phương xa đi đến nói. Người đuổi theo ta, ta đi vì ngươi an bài công tác cụ thể, rõ. Giang thần bước nhanh đuổi theo, cứ như vậy hai người cũng không nói thêm gì nữa, một trước một sau đi tới kỳ lân học phủ nội bộ, một cái cổ lão bên dưới lầu tháp mặt. Cái gặp trần bá nhân hướng về phía giang thần nói điệt nhi ngươi không có cái gì đại bối cảnh lại không có bao nhiêu vòng vèo cho nên tốt chức vị bá bá không có biện pháp giúp ngươi giành đến chỉ có thể vận dụng tất cả quan hệ đưa ngươi an bày tại thư sơn các hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ kỳ lân học phủ có hai cái tàng thư địa phương một cái là nội viện tàng kinh các bên trong đều là đủ loại tuyệt thế bí tịch chỉ có một ít hạch tâm học viên cùng giáo tập có thể đi học tập một cái là ngoại viện thư sơn các, bên trong cất giữ đủ loại, hỗn tạp đồ vật, cũng có một chút cơ sở võ kỹ, chủ yếu là đối bên ngoài cùng ngoại viện học sinh học tập chi dụng. Trần bá bá, ngài đã giúp ta rất nhiều, Điệt Nhi sao có thể nhắc lại cái gì quá mức yêu cầu. Giang thần nhìn thoáng qua tự mình tương lai sắp sinh hoạt mấy chục năm địa phương, trong nội tâm vẫn là 10 điểm thỏa mãn. Thấy cảnh này Trần bá nhân, không khỏi lắc lắc đầu nói đã như vậy như vậy ta liền cáo từ người một thân một mình đi vào là được trần bá nhân đi giang thần cầm trần bá nhân đưa cho mình lệnh bài đi vào thư sơn các tự báo lập tức ra môn phụ trách trông coi thư sơn các lão nhân một bên đánh lấy hà hơi một bên nhìn xem giang thần nói người chính là tiểu giang Lão Trần sớm đánh với ta chào hỏi, ngươi sau này sẽ là ta thư sơn các người, không có việc gì quét dọn lập tức thư sơn các cho bụi, bày ra lập tức xốc sách thư tịch. Ngẫu nhiên có quý khách, ngươi liền làm một cái đăng ký. Bất quá, thư sơn các quý khách rất ít, học viên càng ít, cho nên đại đa số thời điểm ngươi liền cùng ta đồng dạng tìm địa phương híp lại hoặc là tự mình tìm thú vui là được đúng, về sau ngươi ăn ở cũng tại thư sơn các ta sẽ cùng phụ trách đồ ăn người đà hảo chiêu hô, chuẩn bị miệng của ngươi lương. Mặt khác ngươi tiền lương là ba tiền bạc, mỗi tháng 15 tới tìm ta dẫn tiền, lão nhân dừng lại nói rông dài, sợ giang thần nghe không hiểu. Mãi cho đến giang thần gật đầu, biểu thị tự mình hoàn toàn minh bạch về sau, lão nhân mới phân phó giang thần tự do hành động, sau đó đổi một cái thoải mái địa phương tiếp tục ngủ rơi vào đường cùng giang thần buông buông tay một thân một mình trong thư sơn các đi giáo kết quả giang thần phát hiện cái này thư sơn các bên trong thật không có cái gì bảo bối đều là một chút vô dụng thư tịch trách không được không người nào nguyện ý tới một ngày hai ngày giang thần bắt đầu thư sơn các cuộc sống mới mấy ngày sau đi vào thư sơn các mới mẻ kình không có nhàm chán giang thần bắt đầu tìm thú vui thế nhưng là huyền huyễn thế giới không giống địa cầu có đủ loại tống nghệ phim truyền hình trò chơi tiểu thuyết chờ đã tiểu thuyết tv tống nghệ cái gì giang thần không có biện pháp tại cái này địa phương phục khác nhưng là tiểu thuyết có thể a à. xuyên qua trước đó giang thần đã từng cũng là một tên bị vùi dập giữa chợ mạng lưới tác giả cuối cùng vì sinh hoạt từ bỏ sáng tác yêu thích thế nhưng là tại huyền huyễn thế giới, lại không lo ăn uống tình huống dưới, giang thần hoàn toàn có thể trèo trống giấc mộng của mình, tiếp tục ưa thích của mình. Thế là giang thần cùng thư sơn các lão nhân, muốn một chút trống không trang giấy cùng bút mực bắt đầu viết tiểu thuyết. Bất quá, ngay từ đầu thời điểm, giang thần không có viết bản gốc. Bởi vì hắn biết mình tiêu chuẩn, cho nên dự định trước chép sách rèn luyện một cái hành văn vừa vặn hắn xuyên qua trước đó đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác mỗi ngày tại sách trong forum mặt pha trộn nhìn qua tiểu thuyết đếm không hết bất quá quyển sách đầu tiên giang thần dự định sao chép tiếu ngạo giang hồ một mặt là hắn đã từng yêu nhất một phương diện nhớ rất rõ ràng thế nhưng là giang thần dựa theo trong trí nhớ đoạn ngắn sao chép tự mình yêu nhất tiếu ngạo giang hồ chương không một thời điểm trong đầu liền nghe đến một trận êm tai máy móc âm thanh túc chủ thân phận trói chặt thành công trói chặt địa phương thanh phong thành vạn thánh tiên sư không một phiên bản hệ thống bị kích hoạt cường hóa túc chủ đại não tăng cường túc chủ ký ức phản hồi tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ độ hoàn thành không một phần trăm hệ thống còn có tiểu thuyết độ hoàn thành Đọc không biết rõ bao nhiêu bản web lạc tiểu thuyết giang thần, lập tức biết rõ thuộc về mình người xuyên việt kim thủ chỉ tới. Thế là hắn kềm chế trong nội tâm kích động nói: "Hệ thống, ngươi có tác dụng gì?" Hệ thống cường hóa túc chủ ký ức, chỉ cần nhìn qua một lần tiểu thuyết đều có thể nhớ kỹ. Hỗ trợ túc chủ mỗi hoàn thành một quyển sách, đồng thời đối túc chủ viết ra tiểu thuyết tiến hành phán định. Đối với những cái kia viết hoàn mỹ, đặc sắc có đặc điểm tiểu thuyết, như vậy bổn hệ thống có thể từ trong sách ngẫu nhiên rút ra đồng dạng đồ vật, có thể là đan dược, nội lực, tâm pháp, võ công. Nhưng là tiểu thuyết lặp lại viết về sau, rút ra phần thưởng đẳng cấp cũng đang giảm xuống, lại hoặc là lặp lại xuất hiện. Vậy ta viết một bản già thiên, hoàn mỹ thế giới, chu tiên, đấu phá thương khung, đấu la đại lục, thôn phệ tinh không, quỷ bí chi chủ, vạn tộc chi kiếp, đại vương tha mạng. Chẳng phải là không có cái gì đối thủ thỉnh túc chủ chú ý bổn hệ thống vừa mới khởi động hiện nay chỉ có thể rút ra tiểu thuyết võ hiệp năng lực không qua đêm chủ có thể không ngừng hoàn thành tiểu thuyết như vậy bổn hệ thống liền có thể vô hạn thăng cấp vốn liếng rút ra tiểu thuyết mạng năng lực mặc dù tạm thời không thể rút ra tiểu thuyết mạng bất quá giang thần vẫn như cũ rất thỏa mãn nguyên bản tự mình chỉ bất quá nhàn dỗi nhàm chán viết sách chơi, lại phát động cái này thần bí hệ thống, cái này khiến hắn đối tương lai sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Thế là tiếp xuống nhật nguyệt, giang thần bắt đầu một ngày một đêm viết tiếu ngạo giang hồ, đem trong trí nhớ hình ảnh toàn bộ miêu tả ra. Một ngày này, là giang thần viết xuống tiếu ngạo giang hồ hoàn thành vài cái chữ to thời điểm, đã lâu hệ thống thanh âm lại vang dội tới. Chúc mừng túc chủ tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ, hoàn thành thành công, đánh giá là A cộng, lần thứ nhất rút ra trí bảo xác suất gấp bội. Leng keng, ngẫu nhiên rút ra thần công dịch cân kinh một bản. Chú thích, có thể lặp đi lặp lại viết, lặp lại rút ra, nhìn thấy kết quả như vậy, giang thần không khỏi nhướng mày nói. Hệ thống, ta hoàn mỹ phục khác tiếu ngạo giang hồ, vì sao mới là A cộng? bởi vì túc chủ xuyên việt rồi cho nên có bộ phận nội dung bối cảnh không hài hòa hệ thống máy móc nói bối cảnh đúng ta minh bạch muốn thu hoạch được cao hơn đánh giá thu hoạch được tốt hơn phần thưởng như vậy chỉ có ma cày trong tiểu thuyết không hợp lý địa phương hiểu rõ hệ thống yêu cầu về sau giang thần đối về sau làm sao sao chép tiểu thuyết liền lòng dạ biết rõ thế là giang thần lấy ra lần thứ nhất rút ra phần thưởng cẩn thận lật xem 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán liên tục hoàn thành, vô nhai từ 70 năm nội lực. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thế mà thật sự có dịch cân kinh. Quen thuộc tiểu thuyết võ hiệp người đều biết rõ dịch cân kinh cường đại, lại phối hợp thêm tẩy tủy kinh có thể nhường một cái phàm thai trong nháy mắt biến thành tuyệt thế thiên tài khoáng thế thần công. Bất quá, vẻn vẹn một bản dịch cân kinh, liền có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt. Không biết rõ có thể hay không tu luyện, nếu quả như thật có thể tu luyện, như vậy cái này vạn thánh tiên sư hệ thống cũng quá trâu rồi. Dù sao cũng là tự mình mang theo người máy gian lận, giang thần tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu lập tức mới có thể thế là giang thần theo hệ thống bên trong đem dịch cân kinh triệu hoán đi ra đồng thời tại chỗ nghiên cứu bắt đầu dịch cân kinh vừa mới bắt đầu giang thần đọc phía trên nội dung thời điểm còn có một số khó đọc phức tạp khó hiểu thế nhưng là nương theo lấy hắn đọc diễn cảm xong xuôi một lần về sau liền phẳng phất mở ra một cái cửa sổ nhường hắn trong nháy mắt đối dịch cân kinh rõ như lòng bàn tay từ đó đạt tới dung hội quán thông tình trạng Hiển nhiên, hệ thống làm ra tác dụng. Ngay sau đó Giang Thần dựa theo phía trên giới thiệu, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Dây lát, ngồi xếp bằng Giang Thần, không khỏi khí vận đan điền, sau đó mở miệng đánh ra tới một cái ở một cái, lập tức một cỗ hôi thối trải rộng cả phòng. Quẹ, Giang Thần cái này kẻ đầu têu, cũng không khỏi buồn nôn đến buồn nôn ngay sau đó giang thần phát hiện thân thể của mình mặt ngoài những cái kia theo trong lỗ chân lông bài tiết ra ngoài mồ hôi tựa như bùn đen đồng dạng trải rộng toàn thân nhường hắn khó chịu không được đã thế là giang thần đem dịch cân kinh cất kỹ đồng thời đem tiếu ngạo giang hồ phóng tới trên giá sách liền đi một bên bờ sông tắm rửa là giang thần dọn dẹp xong trên thân thể dơ bẩn đổi một bộ quần áo mới trở lại thư sơn các thời điểm vừa hay nhìn thấy mấy cái ngoại viện học sinh cầm chính giang thần tự viết tiếu ngạo giang hồ bình phẩm từ đầu đến chân phúc uy tiêu cục là cái gì đồ vật nhìn tựa hồ rất cường đại bộ dạng nhật nguyệt giáo là ma giáo sao xem danh tự có thể rất giống không biết rõ giữa hai bên có phải hay không có quan hệ gì cái kia cái bang là cái gì đồ vật một đám cường đại võ giả, không đi ra chinh chiến bốn phương, ngược lại lựa chọn làm những cái kia trộm đạo, nằm tại trên đường cái này ăn mày nghề. Bản này tiếu ngạo giang hồ không có ký tên, cũng không biết rõ là trong học viện cái nào giáo tập nhàm chán thời điểm, hồ biên loạn tạo đồ vật thật sự là dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Nghe được những người này nghị luận, giang thần ngay từ đầu dự định tiến lên, cản vệ chính một cái trong suy nghĩ võ hiệp làm kinh điển thế nhưng là giang thần mới vừa đi hai bước phẩm vị một cái những người kia đối thoại hắn phát hiện những người này nói có đạo lý đây cũng không phải nói tiếu ngạo giang hồ viết không tốt mà là không phù hợp thời đại này không phù hợp cái thế giới này bên trong có rất nhiều địa phương cũng xuất hiện không hài hòa cảm giác cái này khiến giang thần minh bạch một cái đạo lý tự mình tại sao chép những này võ hiệp làm kinh điển thời điểm cũng muốn biện pháp để bọn chúng cùng thời đại này phù hợp mới được dù sao giang thần viết những này đồ vật cũng không chỉ là vì mình thưởng thức cũng là hy vọng những người khác có thể nhìn xem tương lai có giao lưu người mới được bởi vậy phát hiện chỗ sơ hở này về sau giang thần liền bắt đầu suy nghĩ bổ cứu chi pháp thế là giang thần các loại mấy cái kia ngoại viện học viên rời đi về sau, lại đem tiếu ngạo giang hồ lấy về nấu lại trùng tạo lập tức, giải quyết mấy cái vấn đề lớn. Ngay sau đó Giang Thần lại tìm Thư Sơn các lão nhân, bù lại lập tức đại lục ở bên trên tri thức, đồng thời dựa theo lão nhân chỉ điểm, tìm được mấy quyển giới thiệu đại lục du ký. Bù lại mấy ngày đại lục ở bên trên tri thức về sau, Giang Thần mới hài lòng về đến phòng bên trong tiếp tục học thuộc lòng, sao chép bất quá bởi vì tu luyện dịch cân kinh nhường giang thần tố chất thân thể tăng lên không ít nguyên bản một phút chỉ có thể viết hai ba mươi cái chữ nghĩa giang thần lại đã đạt tới một phút một trăm năm mươi sáu mươi chữ mà lại liên tục mấy giờ viết cũng không chút nào cảm giác mỏi mệt cái này khiến giang thần vui mừng nhướng mày đối tương lai tràn đầy chờ mong cứ như vậy ngày qua ngày giang thần lấy một ngày sáu bảy vạn chữ tốc độ hoàn thành cuốn thứ hai tiểu thuyết ỷ thiên đồ long ký sau một khác đã lâu hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa vang dội tới chúc mừng túc chủ hoàn thành ỷ thiên đồ long ký mà cải phiên bản ngẫu nhiên rút ra một bản tày tủy kinh Hiển nhiên cái hệ thống này có thể là nghe được giang thần thì thầm, cho nên là giang thần đem tẩy tủy kinh cũng cho rút ra, hiển nhiên đây là một cái có chút nhân tính hóa hệ thống. Bởi vì lúc trước tu luyện qua dịch cân kinh, cho nên giang thần đối tẩy tủy kinh quá trình tu luyện chuẩn bị sung túc, cũng không có trình diễn trước đó trò hề. Lần này, giang thần cẩn thận cảm thụ lập tức trong quá trình tu luyện cảm giác, thể ngộ lập tức tu luyện mị lực cùng ảo diệu. Bất quá, loại kia gãy xương trùng tạo tẩy cân phạt tủy cảm giác vẫn như cũ nhường giang thần khó mà chịu đựng cũng may thống khổ là ngắn ngủi thế là giang thần duỗi một cái lưng mỏi nắm một cái nắm đấm nói cũng không biết rõ ta hiện tại tu vi thế nào có thể đạt tới cái gì cấp độ thoại âm rơi xuống về sau giang thần hướng phía bên người cây nhỏ dùng sức một quyền đục đi qua cây nhỏ lắc lư lập tức rơi xuống lá cây về sau, liền khôi phục trạng thái bình thường. Thấy cảnh này giang thần, không khỏi cảm khái lập tức nói. Cửu phẩm, dựa theo thư sơn các bên trong những cái kia du ký ghi chép, đường quốc là một cái võ giả hoành hành tại thế thế giới. Theo thấp đến cao, hết thầy có thể chia cửu phẩm. Trong đó cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao, bất quá, Đường quốc chỉ là một cái tiểu quốc tại đường quốc bên ngoài đại lục trong lãnh địa, có rất nhiều người siêu việt cửu phẩm võ giả, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đương nhiên, vậy cũng là về sau sự tình, Giang Thần hiện tại vừa mới hoàn thành tẩy cân phạt tủy, xa xa không có đạt tới cấp bậc kia tình trạng. Dù sao trước đó chết mất cái kia thanh phong thành đệ nhất cao thủ, cũng chỉ bất quá là tứ phẩm võ giả thôi. Cho nên hèn mọn phát dục không muốn lãng mới được bởi vậy cẩn thận, xem chừng giang thần, trở lại gian phòng của mình, tự hỏi kế hoạch sau này. Thân thể đã tái tạo, tiếp xuống đến tăng lên một cái võ học cùng nội lực. Giang thần biết rõ hệ thống có thể rõ ràng chính mình trong nội tâm ý nghĩ, thế là hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, trên thực tế cũng là nói cho hệ thống biết đến sau đó Giang Thần lại tìm đến Thư Sơn các lão nhân, trả trước một bộ phận tiền lương, nhường hắn trợ giúp tự mình mua sắm đại lượng trang giấy, tiếp tục viết tiếp theo bản tiểu thuyết võ hiệp. Lần này tốc độ lại tăng nhanh không ít, Giang Thần viết tay tốc độ đơn giản có thể so với nhanh quay cơ. Chỉ dùng 15 ngày, liền hoàn thành hơn 100 vạn chữ thiên long bát bộ. Thế là Giang Thần đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi. Rất nhanh hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội tới. Túc chủ hoàn thành thiên long bát bộ ma cải phiên bản, ngẫu nhiên rút ra vô nhai từ 70 năm nội lực, nội lực. Giang thần hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó tuân hỏi. Hệ thống, nội lực như thế nào hấp thu, xin hỏi túc chủ phải chăng trực tiếp hấp thu, rõ nương theo lấy giang thần đáp lại, một dòng nước ấm theo giang thần thiên đình, trực tiếp chảy vào toàn thân bên trong, nhường giang thần toàn thân ấm áp, ngay sau đó là một trận đột phá cảm giác. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán liên tục đột phá, trong phủ bí văn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Nguyên khí bên trong tụ, cái này chẳng lẽ là đời này phụ mẫu biến mất trước đó, một mực tại nói tụ khí, ta một hơi theo nhập môn trực tiếp bước vào lục phẩm võ giả, cái này cũng quá huyền ảo đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao ta trực tiếp hấp thu vô nhai từ 70 năm nội lực. Vô nhai từ tốt xấu cũng coi là trong tiểu thuyết một cái đỉnh cấp đại lão, mặc dù không phải rất cường đại một người, nhưng là có thể chiến thắng hắn người cũng không nhiều chỉ tiếc giang thần xuyên qua thế giới cũng không phải là thiên long bát bộ thế giới không phải vậy cái này một đợt liền có thể thay thế hư trúc thân phận tung hoành thiên long bát bộ thế giới đồng thời trải qua lần này thu nạp cũng làm cho giang thần minh bạch cái thế giới này đáng sợ cỡ nào vô nhai từ 70 năm nội lực chỉ làm cho hắn đạt tới lục phẩm như vậy lục phẩm phía trên nhiều người a cường đại không nói tại chỗ phi thăng như vậy cũng không xê xích gì nhiều thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị người giết chết trọng yếu nhất chính là nhất phẩm võ giả cũng không phải là đỉnh cao nhất của thế giới này tại nhất phẩm phía trên đánh vỡ nhân loại cực hạn còn có tầng thứ cao hơn trong lúc phất tay liền có thể hủy diệt ngàn vạn võ giả huyền huyễn thế giới thật là đáng sợ ta ngàn vạn không thể tự mãn coi như tiếp tục lưng tựa kỳ lân học phủ an tâm sinh hoạt qua điểm thời gian nhỏ đi minh bạch huyền huyễn thế giới đáng sợ cùng cường đại giang thần trong nội tâm bởi vì hệ thống xuất hiện một chút tiểu đắc ý cũng tại thời khắc này tan thành mây khói thế là tiếp xuống một đoạn thời gian giang thần thật giống như vừa tới kỳ lân học phủ thời điểm như thế làm bất cứ chuyện gì cũng cẩn thận nghiêm túc không dám trêu chọc bất luận kẻ nào nhàn hạ thời điểm liền đi viết sách sau đó đem từng quyển từng quyển tiểu thuyết phóng tới thư sơn các một cái không phải rất dễ thấy địa phương cung cấp một chút người hữu duyên xem xuân đi thu tới ngày qua ngày thời gian nháy mắt liền đi qua ba bốn năm Giang Thần tốc độ tay không ngừng tăng lên, siêu việt người bình thường cực hạn, đạt đến một loại siêu nhân loại cấp độ. Bởi vậy từng quyển từng quyển tiểu thuyết bị Giang Thần viết xong, đồng thời bày ra đến thư sơn các giá sách phía trên. Ngay từ đầu, bởi vì số lượng tương đối thưa thớt, còn không có gì thế nhưng là về sau bởi vì giang thần không ngừng muốn trang giấy thư sơn các bên trong tiểu thuyết không ngừng mà tăng nhiều cuối cùng vẫn nhường thư sơn các lão nhân nhìn không được thế là hắn tìm tới giang thần đồng thời hướng về phía giang thần nói ta già có một số việc không muốn biết rõ cũng không muốn đi quản nhưng là ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút không muốn dẫn lửa thiêu thân một ngày này lão nhân nói rất nhiều theo hắn tuổi trẻ thời điểm bắt đầu nói tới mãi cho đến hắn bởi vì kỳ ngộ tìm được một bản tuyệt thế thần công lại bởi vì tiên dương bị tặc nhân nhớ thương vì thế hắn bị phế sạch tu vi cuối cùng tiến vào kỳ lân học phủ chỉ có thể tầm thường vô vi hợp lý thư sơn các người phụ trách hắn nói cho giang thần một cái mang ngọc có tội đạo lý dặn dò giang thần xem chừng tất cả mọi người bởi vì lòng người ngoại nhân là không có biện pháp nhìn thấu nói xong lời cuối cùng lão nhân đem thân phận của mình bằng tên giao cho giang thần đồng thời phân phó giang thần thay thế hắn bảo vệ cẩn thận thư sơn các ngay sau đó lưng còng ly khai về sau giang thần mới từ người bên ngoài trong miệng biết được nguyên lai lão nhân vết thương cũ tái phát đơn giản bàn giao lập tức hậu sự liền ly khai trong nhân thế đối với cái này giang thần thổn thức không thôi bất quá thời gian còn muốn qua, cho nên Giang Thần vẫn như cũ viết tiểu thuyết của mình. Đảo mắt lại qua một năm, Giang Thần lần lượt kết thúc Kim Dung Lão Tiên sinh tiếu thư thần hiệp ỷ Bích Huyên, tuyết bay ngợp trời bắn hươu trắng 12 bộ tác phẩm, lại lần lượt viết Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Lý Lương các loại võ hiệp đại sư tác phẩm thông qua kim dung lão tiên sinh tác phẩm giang thần tuần tự thu được hàng long thập bát trưởng cửu dương thần công cửu âm thần công tịch ta kiếm phổ quỳ hoa bảo điền đại hoàn đan tiểu hoàn đan thông qua cổ long lão tiên sinh tác phẩm giang thần tuần tự thu được tiểu lý phi đao linh tê nhất chỉ đạp tuyết vô ngân giá y thần công thông qua lương vũ sinh lão tiên sinh tác phẩm giang thần tuần tự thu được cửu hoa di thư bát đại liên hoàn kiếm phổ thiên ma bảo lục vô tướng thần công bí tịch thông qua ngọa long sơn lão tiên sinh tác phẩm giang thần tuần tự thu được quy nguyên bí tịch huyết trì đồ nhất nguyên thần công tiêu diêu bảo điền trong đó có một ít thần công xác thực có thể đuổi theo huyền huyễn thế giới cấp độ nhưng là có một ít đồ vật cũng không cách nào đuổi theo cái thế giới này cho nên giang thần tại học tập thời điểm cũng đang chọn tuyển trong đó một chút tinh hoa địa phương loại bỏ một chút không thực dụng địa phương thông qua ngang so sánh giang thần trong đầu đại đa số tiểu thuyết võ hiệp trên thực tế đều là một chút đê võ mà hắn xuyên qua tới thế giới thì thuộc về cao võ cấp độ bất quá một chút đê võ thế giới đỉnh cấp võ học đã đạt tới thậm chí siêu việt cao võ tiêu chuẩn bởi vậy tại tu luyện những này trong tiểu thuyết Võ hiệp tinh hoa về sau, Giang Thần tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng chạm đến tứ phẩm võ giả trần nhà. Tiến thêm một bước ta liền có thể siêu việt ngày xưa chết mất cái kia thanh phong thành đệ nhất cao thủ, Giang Thần thì thầm một tiếng. Nếu như đổi thành những người khác, như vậy nhất định là cái đáng giá chuyện vui. Thế nhưng là đối với Giang Thần tới nói, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ. Dù sao cái kia Thanh Phong Thành đệ nhất cao thủ mấy năm trước đã bị người giết chết. Tại dạng này cảm xúc phía dưới, Giang Thần bình tĩnh phục dụng một hạt hệ thống ban thưởng Đại Hoàn đan, đồng thời vận chuyển toàn thân tu vi, hướng phía tứ phẩm cùng tam phẩm ngăn cách phóng đi. Đại Hoàn đan, dù sao cũng là thiếu lâm tự thần đan, dù là cầm tới đường quốc cái này địa phương vẫn như cũ là đỉnh cấp đan dược bởi vậy tại phục dụng đại hoàn đan về sau, giang thần cũng cảm giác được trước mặt một mảnh đường bằng phẳng, thật giống như không có bất kỳ ngăn cách trong nháy mắt hoàn thành đột phá. Sau một khác, giang thần thể nội chân khí hóa thành từng đầu tụ long xoay quanh, đồng thời ngũ quan năng lực nhận biết tăng lên mấy chục lần. Dù là hắn không tại thư sơn các, đều có thể hiểu rõ thư sơn các nội bộ nhất cử nhất động, từng câu từng chữ thần kỳ như vậy năng lực nhường giang thần hưng phấn không thôi thế là hắn không có xê dịch ngay tại bên trong phòng của mình thông qua tự mình đột phá đến tam phẩm võ giả về sau năng lực nhận biết đi cảm giác đi lắng nghe thư sơn các động tĩnh bên trong rất nhanh thư sơn các bên trong nhất cử nhất động cũng truyền vào giang thần trong lỗ tai các ngươi nói cái này tiểu thuyết tác giả đến cùng là ai vì sao viết như thế giống như đúc mà lại ta phát hiện trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại tập võ đạo lý nhưng thủy trung không có biện pháp hiểu ra ta không có phát giác được tập võ đạo lý bất quá lại cảm giác được đối phương tài văn rất tuyệt để cho ta có một loại kính ngưỡng cảm giác ta đã từng hỏi thăm qua qua đời tôn lão, tôn lão nói là hắn tiêu tiền, từ giang giáo tập ra ngoài mua sắm trở về, giang giáo tập lười như vậy tán, cái gì thời điểm rời đi kỳ lân học phủ. Vậy liền không biết rõ. Nghe được những người này nghị luận, giang thần không khỏi nhướng mày hiển nhiên không ngừng ra sách, đã khiến cho một số người lực chú ý, hiển nhiên tiếp xuống hắn phải chú ý một điểm. Ngay tại Giang Thần suy nghĩ thời điểm, trong lỗ tai lại truyền tới một cái âm thanh âm đạo. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói hay không, phủ trưởng ngày trước tại một cái mật địa, gặp đại cơ duyên, tranh đoạt một bản vô thượng bảo điển bí văn sao, chuyện hot tháng 9. Bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán tứ đại danh bộ, phủ trưởng bị tập kích. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com ta nhớ được lão thành chủ sau khi qua đời, phủ trưởng chính là nhóm chúng ta thanh phong thành đệ nhất cao thủ. Đúng, phủ trưởng là nho đạo văn sĩ tứ phẩm, không am hiểu cận chiến, nhưng là một thân tu vi 10 điểm kinh khủng, chỉ bất quá rất ít lộ diện thôi. Không biết rõ phủ trưởng lần này gặp cái gì đại cơ duyên, cướp được bí tịch nhóm chúng ta có thể hay không học tập đến đừng nghĩ nhiều như vậy có thể để cho phủ trưởng xem trọng đồ vật tất nhiên là một cái mười điểm chân quý bí tịch giống như vậy chân quý đồ vật chỉ có nội viện những cái kia thiên tài mới có thể học tập giống nhóm chúng ta ngoại viện những này cặn bã vẫn là thanh thản ổn định học chữ được đường quốc võ đạo làm đầu bất quá văn nhân cũng đi ra một con đường khác đó chính là hạo nhiên chính khí thông qua đọc sách biết chữ luận đạo chờ đã lớn mạnh chính mình tinh thần lực đương nhiên lớn mạnh chính mình tinh thần lực vậy cần đủ nhiều thiên phú và thời gian đi rèn luyện bởi vậy văn nhân đi nho đạo đoạn đường này tiến triển được 10 điểm chậm chạp cũng không thích hợp tốc thành mà lại nho đạo văn sĩ không thích hợp chiến đấu tương đối am hiểu hậu cần cùng hỗ trợ đây cũng là vì cái gì giang thần từ bỏ học võ gia nhập kỳ lân học phủ nguyên nhân một trong nhưng là có thể để cho phủ trưởng tâm động bí tịch đoán chừng cũng không phải đồng dạng bí tịch. Chỉ tiếc, dạng này bí tịch cùng Giang Thần cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vậy Giang Thần lắc đầu, đem việc này đặt ở sau đầu, tiếp tục đi nghiên cứu tự mình sau đó phải viết tiểu thuyết võ hiệp. Kim Dung lão tiên sinh viết xong, Lương Vũ Sinh, Cổ Long, Ngọa Long Sinh cũng viết một chút, tiếp xuống viết ai đây này, Ti Mã Linh. Ôn Thụy An, vẫn là huỳnh dịch. Võ hiệp nhiều năm như vậy, sáng chói tác phẩm nhiều lắm, danh ra cũng nhiều vô số kể. Thế nhưng là viết cái gì tác phẩm, cái này khiến Giang thần 10 điểm xoắn suýt. Bất quá, suy tư một chút về sau, Giang thần cuối cùng quyết định viết ôn Thụy An tiểu thuyết võ hiệp. Một phương diện, huỳnh dịch tác phẩm có chút siêu hiện thực, không phải phổ thông tiểu thuyết võ hiệp. Một phương diện khác giang thần đối ti mã linh đám người tác phẩm hiểu cũng không phải nhiều như vậy dù sao không phải rất phù hợp khẩu vị của hắn cho nên giang thần suy nghĩ liên tục định ra ôn thụy an lão tiên sinh tứ đại danh bộ đồng thời đem cái này một hệ liệt đưa vào danh sách quan trọng sau đó chính là chuẩn bị bút mực giấy nghiên bởi vì thư sơn các lão nhân ly khai cho nên giang thần chỉ có thể một thân một mình đi mua sắm cũng may kỳ lân học phủ mua bán bút mực giấy nghiên cũng không quý bởi vậy giang thần mua sắm đến hết sức dễ dàng trở về về sau giang thần một bên nghe kỳ lân học phủ ngoại viện đám học sinh nói chuyện bát quái cùng đối với mình lặng yên viết ra tới tiểu thuyết phản hồi một bên viết trong trí nhớ tứ đại danh bộ, bất quá tứ đại danh bộ phiên bản nhiều lắm, series cũng tốt nhiều bản, cho nên Giang Thần chỉ có thể trước viết đệ nhất bản, bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán người áo đen đêm tối thăm dò thư sơn các. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau đó mấy ngày, kỳ lân học phủ bên trong rất bình tĩnh, thật giống như phủ trưởng thụ thương cùng chuyện bị chúng độc xưa nay chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là dạng này yên tĩnh, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Đầu tiên là Thanh Phong Thành thành chủ, tự mình đến đây kỳ lân học phủ bái kiến phủ trưởng, thăm viếng phủ trưởng bệnh tình. Ngay sau đó kỳ lân học phủ phó phủ trưởng lại vận dụng hết thầy quan hệ thỉnh bên trong thành tất cả danh y, thậm chí chu vi thành trì danh y, cùng đi cho phủ trưởng hội trần. Đáng tiếc, những này danh y lục tục ngo ngoe tới, lại lục tục ngo ngoe ly khai là bọn hắn rời đi thời điểm, từng cái gật gù đắc ý, một mặt không lạc quan cảm xúc. Lại qua hai ba ngày. Đang trong thư sơn các công tác giang thần, liền nghe đến thư sơn các bên trong ngoại viện đám học sinh, từng cái nghị luận lên phủ trưởng bệnh tình. Các người biết không, phủ trưởng một lần thụ thương tăng thêm chúng độc, nhường thân thể của hắn cấp tốc chuyển biến xấu, đã đạt đến bệnh nguy kịch trình độ. Nghe nói, dù sao nhóm chúng ta nho đạo văn sĩ thân thể thiên phú bản thân tựu không bằng những cái kia vũ phu, bởi vậy phủ trưởng gặp tập kích. Có thể dựa vào tinh thần ý chí kiên trì đến bây giờ liền không tệ, đúng vậy à, thế nhưng là các ngươi cân nhắc qua một vấn đề không có cái gì. Phủ trưởng thế nhưng là chủ của chúng ta tâm cốt, một khi hắn gặp vấn đề gì, như vậy nhóm chúng ta kỳ lân học phủ làm sao bây giờ? phải biết đi qua tầm 10 năm kỳ lân học phủ tại phủ trưởng xuất lĩnh dưới có thể nói là quét ngang từ phía bốn phương tám hướng học phủ thậm chí ẩn ẩn áp chế lập tức vũ phu nhường kỳ lân học phủ ẩn ẩn trở thành chu vi đệ nhất học phủ nhưng là dạng này cũng ra đời mâu thuẫn không nhỏ phủ trưởng tại thế thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện thế nhưng là một khi hắn không có ở đây như vậy ta lo lắng sẽ có người đối nhóm chúng ta kỳ lân học phủ ra tay không về phần a không về phần ta thế nhưng là nghe nói gần nhất không nội dung viện cùng ngoại viện bên trong tin tức linh thông học sinh đã đưa ra xin dự định trước một bước rời khỏi kỳ lân học phủ a mà lại phủ trưởng bị tập kích về sau mặc dù nhìn bề ngoài 10 điểm bình tĩnh thế nhưng là các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện học phủ bên trong cảnh giới trở nên nhiều hơn thường xuyên có thể gặp được một chút cao đẳng cấp học sinh thì triển nho đạo bí pháp tuần tra sao là có chuyện như thế mà lại ta một cái bà con xa trưởng bối nói phó phủ trưởng tự mình vào ở nội viện tàng kinh các tựa hồ tại thủ hộ một cái trọng yếu đồ vật mà những cái kia trước đó kích thương phủ trưởng người tựa hồ chính là vì trong tàng kinh các một cái bí tịch bởi vậy nhóm chúng ta những này phổ thông học sinh, nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị liên lụy đến trong đó. Thật mất hứng, làm cho ta liền tiếp tục xem sách cùng học tập tinh khí thần cũng không có. Một thời gian, Thư Sơn các nội bộ ngoại viện đám học sinh nhao nhao thở dài một tiếng, hiển nhiên bọn hắn cũng cảm nhận được tình huống không thích hợp liền liền giang thần cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, dù sao hắn gần nhất một đoạn thời gian ra ngoài mua sắm trang giấy, cũng có người đến đây theo đuôi. Đồng thời nhìn chằm chằm giang thần. Trước đó, giang thần không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại, trải qua những này ngoại viện học sinh chỉ điểm, giang thần mới minh bạch trong đó tầm quan trọng ngay tại giang thần suy nghĩ việc này thời điểm những cái kia ngoại viện đám học sinh ly khai hiển nhiên bọn hắn hiện tại cũng không có tâm tình tiếp tục trong thư sơn các đọc tiểu thuyết rèn luyện ý chí của mình cùng tinh thần nhìn xem những người này ly khai về sau giang thần buông xuống trong tay giấy bút sau đó một thân một mình gõ chán nghiêm túc tự hỏi nói bọn hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì những người này không có khả năng vô duyên vô cớ đến tập kích nhưng lại không giết phủ trưởng tất nhiên là có cái mục đích gì dù sao giang thần thật vất vả tìm được một cái núi dựa lớn muốn tại kỳ lân học phủ bên trong an độ quãng đời còn lại cũng không hy vọng có người đánh vỡ dạng này an tường cùng hòa bình bởi vậy giang thần muốn tìm tới đối phương tầm nhìn từ đó nghĩ biện pháp trợ giúp kỳ lân học phủ vượt qua lần này cửa ải khó mới được thế nhưng là đối phương tầm nhìn là cái gì giang thần cũng không biết rõ nhưng là khi hắn đem gần nhất một đoạn thời gian kỳ lân học phủ trải qua một dãy chuyện dung hợp lại cùng nhau về sau hắn đột nhiên phát hiện một cái manh mối nói tàng kinh các bí tịch ta nghĩ ta minh bạch giang thần hiểu rõ Trước đó phủ trưởng ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng lấy được một cái nhường hắn yêu thích không buông tay bí tịch, về sau Kỳ Lân học phủ liền phát sinh một loạt sự tình. Hiển nhiên đây hết thầy cũng cùng bí tịch có quan hệ. Như vậy cái này bí tịch tại cái gì địa phương, vì sao những hắc y nhân kia kích thương lại không đánh giết phủ trưởng, mà là lựa chọn cho phủ trưởng hạ độc, lưu hắn lại tính mệnh đâu? nhất định là phủ trưởng đem bí tịch ẩn nấp rồi giang thần đầu óc không ngừng mà chuyển động sau đó hai mắt tỏa sáng nói bí tịch không tại tàng kinh các tất nhiên cũng không ở bên trong viện nếu không đối phương nhất định sẽ tiếp tục tìm tòi nội viện đã nội viện gần nhất một mực rất bình tĩnh như vậy nói rõ đối phương cũng không biết rõ bí tịch tại cái gì địa phương nếu như dựa theo những người này hành động cùng mạch suy nghĩ đến xem bài trừ nội viện như vậy cái này dẫn tới nhỏ vụn chi đồ bí tịch rất có thể tại giang thần nghĩ đến một loại khả năng thế là bước nhanh đi đến thư sơn các tầng cao nhất nơi đó tồn phóng một chút học viện chuyên môn đồng thời tương đối chân quý đồ vật trong đó liền có một quyển sách giang thần chưa từng có nhìn qua bởi vì quyển sách kia là trung niên văn sĩ đặt ở giang thần cái này địa phương đồng thời nhường hắn bảo tồn nhưng là bây giờ nghĩ lại cái kia trung niên văn sĩ có thể lập tức xác định thân phận của mình cùng địa vị tất nhiên là kỳ lân học phủ bên trong địa vị khá cao người thậm chí chính là phủ trưởng bản thân phủ trưởng ngươi thật thông minh giang thần nhìn thoáng qua bí tịch sau đó thở dài một tiếng nói đoán chừng đổi thành bất cứ người nào tùy tiện cũng sẽ không liên tưởng đến ngài sẽ đem chân quý như thế bí tịch cất giữ trong ngoại viện thư sơn các dạng này một cái không đáng chú ý chỉ có ta một cái nhân viên địa phương chứa đựng a bí tịch tên gọi ma hồn kinh đây là một loại nhanh chóng rèn luyện thần hồn tăng lên tinh thần lực bí tịch đối với nho đạo văn sĩ tới nói mười điểm trọng yếu bất quá dạng này bí tịch làm đất trời oán giận, cho nên phủ trưởng cầm về về sau, cảm thấy không thể tu luyện, liền đem nó tồn tại giang thần cái này địa phương. Mà kích thương phủ trưởng người, tất nhiên là biết rõ cái này bí tịch cho nên mới sẽ là bí tịch mà tới. Minh bạch bí tịch là hết thầy kíp nổ về sau, giang thần không khỏi thở dài một tiếng, sau đó đem ma hồn kinh bí tịch sắp xếp gọn lại đổi một cái bí ẩn địa phương chứa đựng. Ngay tại Giang Thần cất kỹ bí tịch thời điểm, hắn hai lỗ tai run rẩy lập tức, ngay sau đó nghe được một chút nhẹ yếu tiếng bước chân. Đà chủ quá cẩn thận, cái này địa phương chính là một cái nhỏ giáo tập trông coi, còn nhường nhóm chúng ta lén lút đến đây. Muốn ta nói, ta nên chính đại quang minh tiến đến, giết cái kia giáo tập, sau đó điều tra lập tức cái này địa phương có hay không ma hồn kinh, có liền cầm lấy bí tịch ly khai không có liền đốt đi cái này địa phương tới một cái hủy thi diệt tích liền đầy đủ đà chủ tất nhiên có hắn lão nhân ra suy nghĩ mà lại kỳ lân học phủ phủ trưởng mặc dù bị đà chủ bọn hắn đả thương thế nhưng là kỳ lân học phủ bên trong vẫn như cũ có không ít nho đạo văn sĩ cũng không phải là không chịu nổi một kích nhóm chúng ta vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút mới được tốt à Bất quá cái này địa phương đều là một chút phổ thông thư tịch, ta xem Kỳ Lân học phủ phủ trưởng cũng không có khả năng đem ma hồn kinh đặt ở cái này địa phương, mặc kệ nó. Hai chúng ta tốc chiến tốc thắng, điều tra xong xuôi lập tức ly khai, ân, hai cái người áo đen liếc nhau một cái, sau đó hai người thân thể kề sát, cẩn thận nghiêm túc trong thư sơn các điều tra. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới đi một hồi, trong đó có một người không hài lòng lên án nói: lão bát, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái gay, ngươi đang nói cái gì? Được xưng lão bát người phản hỏi. Người sờ ta, nói bậy, ta lại không ưa thích nam nhân, không có việc gì sờ ngươi làm gì, vậy ngươi? Mở miệng trước người áo đen, lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được cổ mát lạnh, toàn thân nổi da gà mà nói. Ai tại sau lưng ta hóng gió, 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4, năm sau, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán không xuất thủ thì đã, một xuất thủ miểu sát. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ta tưởng là ai, nguyên lai là phụ trách thư sơn các giáo tập giang thần, hiển nhiên. Những người này ở đây đến đây kỳ lân học phủ, đến đây thư sơn các giò xét thời điểm, đã dựa theo tìm hiểu qua, lại hoặc là có người cùng bọn hắn báo cáo qua tình báo bởi vậy bọn hắn đối thư sơn các cùng giang thần tình huống như lòng bàn tay đối mặt dạng này tình huống dưới mượn nhờ lấm ta lấm tấm ánh trăng trong đó một người áo đen nhìn xem giang thần cười ta nói nguyên bản ta còn tìm nghĩ tha cho ngươi một cái mạng chó bất quá đã bị ngươi phát hiện như vậy ngươi vẫn là đi chết đi những này trộm đạo người tự nhiên đều không phải là hạng người lương thiện không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không nửa đêm thời điểm lén lút bởi vậy trên tay bọn họ cũng có mấy món mạng người bản án cho nên nhìn thấy giang thần xuất hiện sau lưng bọn hắn bọn hắn lập tức ra đời sát cơ cái gặp trong đó một người áo đen nhe răng cười một tiếng từng bước một hướng đi giang thần sau đó lạnh lùng mà nói chàng trai ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái sẽ không để cho ngươi chết thời điểm đặc biệt thống khổ ta còn không có sống đủ đâu giang thần lắc đầu sau đó nhìn xem trước mặt áo đen có người nói mặc dù các ngươi không phải người tốt lành gì nhưng là ta vẫn hy vọng cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần các ngươi hiện tại ly khai thư sơn các dù là đem kỳ lân học phủ đốt đi như vậy ta cũng bỏ mặc như thế nào ha ha nghe được giang thần đối diện người áo đen không khỏi cười lớn một tiếng trò cười bọn hắn thế mà bị giang thần phản uy hiếp cái này khiến bọn hắn cảm giác được đây là chuyện cười lớn. Ngay tại cái này thời điểm, hướng phía giang thần đi đến người áo đen kia nhe răng cười một tiếng, trong tay hàn quang lóe lên nói. Cái này cơ hội ta không muốn, vẫn là chính ngươi giữ lại đi địa phủ bên trong, nói với Diêm La Vương đi, siêu. Hiển nhiên người áo đen là một cái loại người hung ác. Đã quyết định hạ thủ, quả quyết không có bất kỳ do dự cùng trần chờ cái gặp hắn bảo kiếm trong tay tại hắc ám bên trong tựa như mãng xà đồng dạng đâm về giang thần yết hầu đinh đương nhưng là hắn dự đoán đến kết quả hiển nhiên cũng không có phát sinh bởi vì hắn đâm ra đi bảo kiếm thế mà bị giang thần hai cây ngón tay nắm ta thật không muốn sát sinh ta chỉ muốn muốn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt vượt qua ta quãng đời còn lại làm sao lại khó như vậy đâu giang thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng Hắn biết rõ, đối phương cự tuyệt tự mình, như vậy vì sống sót, hắn chỉ có thể giải quyết hết đối phương. Thế là Giang Thần ngón tay hơi vừa dùng lực, trực tiếp đem nắm bảo kiếm bóp gãy. Ngay sau đó Giang Thần đem ngón tay bóp gãy bảo kiếm khối vụn trực tiếp hướng phía người áo đen kia ném ra. Phóc, đối diện người áo đen tại chỗ bị xuyên thủng yết hầu. Hiển nhiên hắn không có giang thần bản lĩnh, căn bản không cách nào tay không đón giao sắc. Ngươi, không phải nho đạo văn sĩ, ta chưa từng có nói qua chính ta là nho đạo văn sĩ, xem như ngươi lợi hại. Bị xuyên thủng yết hầu người áo đen lão tử, che lấy cổ họng của mình, sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt, cuối cùng nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy lập tức về sau triệt để mất mạng. Lão tử còn lại người áo đen kia lão bát, nhìn thấy đồng bạn của mình mệnh tăng hoàng tiền lập tức run lẩy bẩy đánh một cái bệnh sốt rét, sắc mặt khó coi mà nói. Người đến cùng là ai? Giang thần, chính là ngươi vừa rồi chào phúng người kia, giang thần nho nhã đáp lại một tiếng, sau đó từng bước một hướng đi đối phương nói. Còn có gì ngôn sao? nếu như không có như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường không đừng có giết ta lão bát cùng lão từ tu vi không sai biệt lắm đã lão từ đều không phải là giang thần đối thủ như vậy còn lại lão bát tự nhiên cũng không phải là giang thần đối thủ bởi vậy hắn thật sâu minh bạch điểm này đồng thời từng bước một hướng phía đằng sau triệt hồi nhưng khi hắn nhìn thấy giang thần bước chân không có dừng lại liền biết rõ giang thần đã quyết định tất giết hắn đối mặt dạng này tình huống người áo đen lão bát nào dám tiếp tục lưu lại trực tiếp hắn điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy tới không dám chút nào tại cái này nhiều chỗ lưu lại giang thần cũng không có đuổi theo ra ngoài bởi vì thư sơn các bốn phía đều là ngoại viện học viên nơi ở bất quá giang thần cũng không có buông tha đối phương cái gặp giang thần hít sâu một hơi âm thầm vận chuyển lập tức nội lực hàng long thập bát trưởng nương theo lấy giang thần quát khẽ một tiếng, một cái màu vàng kim óng ánh tiểu long theo giang thần bàn tay trước bay lên ra ngoài, tại chỗ đem đi ra ngoài hai ba mươi mét người áo đen đánh chúng. Lớn mật, phương nào nhỏ vụn chi đồ đến đây ta kỳ lân học phủ quấy rối các ngươi bọn này đáng chết hỗn trướng, rốt cục lại xuất hiện, tử nói. Chớp mắt ngàn dạm, tặc tử, dừng bước. Một thời gian mấy cái kỳ lân học phủ giáo viên nhao nhao cách không thi triển nho ra bí pháp hướng phía người áo đen bị đánh rơi địa phương chạy tới thấy cảnh này giang thần không khỏi thu hồi cánh tay của mình hắn không nguyện ý bại lộ thân phận của mình trêu chọc đến càng nhiều phiền phức thế là hắn quay người trở lại thư sơn các nội bộ sẽ bị tự mình đánh giết người xử lý lập tức chôn ở hậu viện dưới một thân cây đồng thời dọn dẹp lập tức thư sơn các bên trong vết máu hoàn thành cái này một loạt thao tác về sau giang thần xuyên qua đến dị giới về sau lần thứ nhất tìm cái địa phương an an ổn ổn ngủ một giấc liền liền bản thảo cũng không có đi viết thế nhưng là hắn ngủ an tâm toàn bộ kỳ lân học phủ cũng đã bị kinh động bởi vì những cái kia giáo viên chạy tới thời điểm lập tức phát hiện người áo đen thi thể một chiêu mất mạng hiển nhiên đánh giết người áo đen rất mạnh tuyệt đối là một cái đỉnh cấp võ phu nhưng là dạng này một cái võ phu tại sao lại xuất hiện tại kỳ lân học phủ hơn nữa còn là ngoại viện bên trong đâu cái này khiến kỳ lân học phủ giáo viên nhóm từng cái đầy trong đầu dấu chấm hỏi hiển nhiên bọn hắn nghĩ không minh bạch ở trong đó đến cùng có cái gì huyền bí thế là bọn hắn chỉ có thể sắp xếp người đem thi thể đơn giản xử lý lập tức sau đó trở về phủ trưởng gian phòng giờ này khác này phủ trưởng cũng bị kinh động đến cái gặp hắn sắc mặt tái nhợt nhìn xem một vị lại một vị giáo viên chạy đến đồng thời nghe được đám người báo cáo về sau phủ trưởng ho nhẹ một tiếng nói theo các ngươi xem đây là chuyện gì xảy ra phủ trưởng hiện tại duy nhất có thể để xác định sự tình chính là những người này cùng trước đó kích thương phủ trưởng người của ngài hẳn là cùng một nhóm người mặt khác đánh giết bọn hắn người hẳn là một cái mười điểm cường hoành võ phu ngài xem có cần hay không ta đến hỏi lập tức thành chủ còn có bọn hắn trước đó một mực tại nội viện hoạt động thế nhưng là lần này đột nhiên đi ngoại viện cái này có phải hay không nói kế hoạch của bọn hắn cải biến vẫn là nói bọn hắn mới từ ngoại viện tiến đến liền gặp một cái cường hoành võ phu tại chỗ bị đánh chết Nghe được đám người phân tích, phủ trưởng nhắm mắt trầm tư sau một lát, hướng về phía đám người bình tĩnh mà nói. Thành chủ mặc dù muốn sắp xếp người đến cam đoan ta kỳ lân học phủ an toàn, bất quá cái này đã bị ta cự tuyệt, bởi vậy quả quyết không thể nào là hắn người, chỉ sợ có khác người khác. Nghe được phủ trưởng phân tích, đám người một mặt mộng bước. Bất quá phủ trưởng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, mà là đứng lên đi lại mấy bước nói việc này các ngươi không cần lo, coi như không có cái gì phát sinh, ngày mai ta tự mình đi điều tra lập tức, chuyện hot tháng 9. Bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán tạo tiểu nhân, thăm dò. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, thanh phong thành bên trong, một cái đèn rượu đỏ xanh trong tửu lâu. Một đám tráng hán ngay tại ôm mỹ nữ, cầm chén rượu, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, tiêu sái tự tại ngay tại cái này thời điểm một cái văn sĩ từ bên ngoài vọt vào đồng thời cho người cầm đầu một cái nhãn thần các ngươi cũng lui ra ngoài đi cầm đầu ác hắn gật gật đầu đồng thời phất tay đuổi chu vi mỹ nữ tại chỗ mặt tỉnh táo lại về sau hắn nhìn xem đối diện văn sĩ nói lão tôn xảy ra chuyện gì vì sao ngươi như thế bối rối Lão Bát bọn hắn xảy ra chuyện, Văn Sĩ lấy ra một khối ngọc thạch tại chỗ đưa cho đối diện ác hán. Ác hán tiếp nhận đi, còn chưa kịp quan sát, liền phát hiện trên tay ngọc thạch đã vỡ vụn. Thấy cảnh này ác hán không khỏi sắc mặt nghiêm túc mà nói: "Bọn hắn chết rồi, 89 phần 10, Văn Sĩ lão tôn thở dài một tiếng nói: hồn thạch là một loại ấn ký một khi phía trên lạc ấn linh hồn vỡ nát như vậy bọn hắn cũng sẽ vỡ nát từ đó nói cho nhóm chúng ta đáp án nếu là như vậy chẳng phải là đại biểu lão bát nhiệm vụ bọn họ thất bại rồi ác hán sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng cái gặp hắn nhìn về phía văn sĩ nói nếu như ta không có nhớ lầm bọn hắn hẳn là dựa theo ngươi phân phó đi kỳ lân học phủ ngoại viện cái kia thư sơn các a đúng văn sĩ lão tôn gật đầu nói chính là đi thư sơn các trước sau không đến một khắc đồng hồ hồn thạch liền nát kỳ lân học phủ lão già kia trước đó cùng ta đối bính một chiêu lại chúng ngươi âm thầm hạ độc làm dù là không chết cũng không có khả năng thời gian ngắn bên trong có như thế sức chiến đấu a à. ác hán mặt ngoài xem là một cái thô tục người nhưng trên thực tế lại là một cái mười điểm cẩn thận người không phải vậy hắn cũng sẽ không trở thành một phương đà chủ bởi vậy hắn trầm ngâm sau một lát tại chỗ nói, Lão Bát hai người bọn họ đều là lục thất phẩm võ sĩ, dù là đối đầu ngũ phẩm đỉnh phong võ sĩ cũng có sức đánh một trận. Lấy Kỳ Lân học phủ bên trong tình huống đến xem, tất nhiên không có ngũ phẩm võ sĩ tồn tại không phải vậy lần trước nhóm chúng ta ban đêm xông vào kỳ lân học phủ không có khả năng bình yên vô sự trở về nghe được ác hán văn sĩ lão tôn suy tư lập tức không khỏi ngưng trọng mà nói kỳ lân học phủ nho đạo văn sĩ tương đối nhiều cho nên ngoại trừ lão già kia bên ngoài còn có mấy cái ngũ phẩm nho đạo văn sĩ cũng là có thể tiếp nhận nhưng là những cái kia nho đạo văn sĩ nhục thân mềm yếu, không có chuẩn bị sung túc tình huống dưới, cho dù là ngũ phẩm nho đạo văn sĩ, chính diện đụng tới lục phẩm võ phu lão bát. Cũng không nhất định có thể miểu sát bọn hắn, chỉ ít có thể nhường trong đó một người trốn về đến, mà lấy ta quan sát được tình huống đến xem. Lão bát bọn hắn liền dẫy dụa cơ hội cũng không có liền chết, kia đối phương tất nhiên là võ phu, mà lại ít nhất là tứ phẩm võ phu cấp bậc tồn tại ác hán đứng lên đi lại mấy bước, sau đó trầm ngâm lập tức nói. Người đoán có hay không một loại khả năng, kỳ lân học phủ lão già kia, đoán được mục đích của chúng ta cùng ý nghĩ, cho nên sớm sắp xếp người mai phục tại thư sơn các. Muốn cho nhóm chúng ta một kích trí mạng, có loại khả năng này, không phải vậy lấy thư sơn các một tên nho nhỏ giáo tập tình huống dưới, nhân thủ của chúng ta cầm đem nắm, căn bản sẽ không ngoài ý muốn nổi lên nếu là như vậy, như vậy kỳ lân học phủ lão già kia, hoàn toàn có thể sớm đi thỉnh thanh phong thành thành chủ sắp xếp người giấu ở thư sơn các âm thầm cho lão bát bọn hắn một kích trí mạng. Đà chủ ngài phân tích quá đúng rồi, trung niên văn sĩ hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn cấp tốc suy tư lập tức nói. Ta lập tức đi phủ thành chủ chung quanh đi một vòng, bắt mấy cái phủ thành chủ gia đinh, lợi dụng nho ra văn sĩ chi pháp, ép hỏi lập tức trong phủ thành chủ tình huống, đi thôi. Ác hán gật gật đầu, tiếp nạp văn sĩ lão tôn đề nghị. Tại văn sĩ lão tôn rời đi về sau, một cái so ác hán nhỏ một vòng võ phu đứng lên nói đại ca, muốn ta nói, dù sao kỳ lân học phủ lão già kia cũng phế bỏ, nhóm chúng ta dứt khoát trực tiếp giết đi qua đi cướp đoạt bí tịch đem tới tay về sau một mồi lửa đốt đi kỳ lân học phủ. Chúng ta trực tiếp ly khai nơi đây liền tốt, đánh giấm, nếu như không lấy được cái kia bí tịch, lại chết mất nhiều như vậy tinh anh thuộc hạ, chẳng phải là uổng công khổ cực rồi. Ác hán đà chủ hừ lạnh một tiếng nói hiện tại nhóm chúng ta còn tại âm thầm vẫn là có thể mưu đồ một khi đem mọi chuyện cần thiết cũng bày ở ngoài sáng như vậy nhóm chúng ta liền bị động cho nên việc này đừng nói các ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian cũng cho ta ngoan ngoãn trong phòng tạo tiểu nhân không muốn đi ra ngoài cho ta gây chuyện thị phi thẳng đến lão tôn đem tình báo làm rõ ràng về sau lại nói mặt khác kỳ lân học phủ bên trong ngày thứ hai sáng sớm giang thần vừa mới bắt đầu duỗi cái lưng mệt mỏi sau đó tu luyện lập tức tự mình từ trong sách lấy ra bí tịch kết quả còn không có đợi hắn đi ăn cơm liền gặp được một người lén lén lút lút trong thư sơn các lục soát cái gì thấy cảnh này giang thần từ phía sau đi tới đồng thời nhìn kỹ một cái lén lút người không khỏi ngưng lông mày nói lão ca ngày sáng sớm tại ta thư sơn các bên trong lén lén lút lút làm cái gì đây không có gì kỳ lân học phủ phủ trưởng tần tích chế nhìn thấy mình bị giang thần phát hiện thế là thoải mái mà nói đây không phải ta đêm qua nghe nói thư sơn các mất trộm tao ngộ kẻ bắt cóc sao cho nên ta lo lắng ta cất giữ trong thư sơn các bí tịch mất trộm cho nên sáng sớm liền nghĩ qua đến xem kết quả ngươi còn không có bắt đầu cho nên ta liền không có quấy giày ngươi mất trộm sao ta cái này mới vừa tỉnh thật đúng là không biết rõ chuyện này bất quá ngươi yên tâm, người bí tịch không có vấn đề, ta đặt ở một cái không gì sánh được bí ẩn địa phương, cho dù là ta cũng không dễ dàng tìm tới. Giang thần nhìn thấy đối phương tiếp tục ở trước mặt mình giả vờ ngây ngốc, tự nhiên cũng không có vạch trần ý nghĩ của đối phương, mà là tiếp tục mà nói. Dùng ta hiện tại lấy ra trả lại cho ngươi, hoặc là tại chỗ giám định lập tức phải chăng mất đi sao, không cần, cái kia bí tịch còn tại là được ta tin tưởng cách làm người của ngươi tân tích chế mỉm cười nhìn xem giang thần nói đúng rồi nghe nói cái kia đánh giết kẻ bắt cóc người tu luyện một cái huyền bí võ kỹ không biết rõ tiểu hữu ngươi thấy được sao ta đi đâu nhìn lại giang thần giả vờ ngây ngốc mà nói ban ngày ta cũng đang làm việc cùng viết tiểu thuyết ban đêm nằm xuống liền đi ngủ bên ngoài bất luận cái gì đánh nhau phong ba ta cũng không có lắng nghe đến vậy quá tiếc nuối Tần Tích chế ho nhẹ một tiếng, sau đó sắc mặt lại tái nhợt một chút nói: "Đúng rồi, ta có ý tưởng đưa ngươi điều nhập Tàng Kinh các người hầu, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không?" "Không cần, ta tại Thư Sơn các đợi rất hăng hái, tạm thời không có đổi một cái cương vị dự định, Giang Thần lắc đầu cự tuyệt đường. "Tốt, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, bất quá tương lai muốn đổi việc, ngươi có thể bất cứ lúc nào đề cập với ta." tần tích chế nói một câu thời điểm một mực tại ho khan thậm chí hắn dùng để che miệng chiếc khăn tay phía trên đã dính đầy tiên huyết bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại tình huống không tốt lắm thế là hắn lắc lư lập tức thân thể sau đó hướng về phía giang thần nói bất quá thư sơn các dù sao cũng là ngoại viện trọng yếu nhất địa phương lại có ngươi viết nhiều như vậy tiểu thuyết cho nên ta tiếp xuống sẽ cổ vũ ngoại viện học sinh nhiều đến ngươi cái này địa phương đọc sách, đến bồi dưỡng bọn hắn thư quyển khí, tăng cường tinh thần lực, chuyện hot tháng 9. Bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán học chữ thiên địa bá quyền. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Một cái chớp mắt, ba bốn ngày đi qua. Một ngày này, phủ thành chủ bên ngoài một cái cả lơ phất phơ công tử ca vừa mới ra, bỗng nhiên cảm giác được có một ít mắc tiểu, thế là hắn nhìn thoáng qua chu vi, nhìn thấy không có người chú ý tới mình. Thế là lén lén lút lút đi vào một cái âm u tiểu đạo. Nhưng là, đang lúc hắn đắc ý cởi ra khóa quần, dự định tùy ý đổ nước thời điểm, trên đầu liền vỏ chăn một cái túi vải đen. Ai, không muốn sống bản công tử chính là phủ thành chủ thiếu chủ, các ngươi xuống tay với ta cũng không ước lượng lập tức tự mình năng lượng, đáng chết, còn không đem bản công tử buông ra, muốn chết phải không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm. Thanh niên công tử ngay từ đầu còn rất phách lối, thế nhưng là dần dần hắn phát hiện vô luận tự mình làm sao uy hiếp đối phương, đối phương cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Ngược lại trên đường đi mang theo hắn đi tới một cái xa lạ địa phương. Rất nhanh đối phương đem công tử ca trên người túi phải đen hái xuống lộ ra một cái tre mặt chi có người nói thiếu thành chủ ta hy vọng ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta không phải vậy ta không ngại xử lý ngươi để ngươi phụ thân nặng tân sinh một đứa con trai đến kế thừa hắn trước thành chủ các ngươi đến cùng là ai thiếu thành chủ nhìn thoáng qua chu vi phát hiện chu vi có rất nhiều cọc ngầm phong kín thiếu thành chủ chạy trốn hết thảy tiến đường cái này khiến thiếu thành chủ hơi có một ít bi ai mà nói. Là phụ thân ta kẻ thù chính trị, vẫn là ta nhị nương, tam nương. Tộc nhân kia với ngươi không có quan hệ, người áo đen lạnh lùng mà nói. Ta chỉ có mấy cái vấn đề nhỏ hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trả lời không có vấn đề, như vậy ta liền thả ngươi an toàn ly khai, trái lại, nếu như ngươi cùng ta đùa nghịch khôn vặt như vậy hôm nay chính là mạng ngươi tang hoàng tiền thời điểm yên tâm bản công tử còn không có sống đủ đâu chỉ có sống sót như vậy mới có thể báo thù bởi vậy thanh phong thành thiếu thành chủ mười điểm nhu thuận mà lại lẳng lặng mà nói chỉ cần ta biết đến ta đều có thể nói cho ngươi rất tốt người áo đen gật gật đầu sau đó lấy ra đến một quyển sách tùy ý xé rách xuống tới một tấm nói quân tử là nói thành tín không thể nói láo lừa gạt thế nhân siêu cái kia bị người áo đen xé toang trang giấy trực tiếp hóa thành một đạo năng lượng rót vào thiếu thành chủ trong thân thể thấy cảnh này người áo đen mới hài lòng tuân hỏi thành chủ đại nhân gần nhất cũng tại phủ thành chủ bên trong đến ngay đây nhưng có ban đêm thần bí ra ngoài thời điểm không có phụ thân ta gần nhất chiêu một cái tiểu thiếp, ngay tại cả ngày lẫn đêm là tân lang, nào có thời gian ra ngoài tầm hoan, hắn không có ở buổi tối đi qua Kỳ Lân học phủ. Không biết rõ trước đó có hay không, nhưng là gần nhất hẳn không có, bởi vì phụ thân ta quyền cao chức trọng, một khi rời đi, không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có người áo đen lại liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề bao quát một chút bí ẩn vấn đề kết quả thiếu thành chủ biết gì nói nấy toàn bộ cũng báo cho hắn cái này khiến người áo đen minh bạch thiếu thành chủ không có nói láo thế là hắn gật gật đầu đồng thời hướng về phía thiếu thành chủ nói Ta biết rõ ngươi trong nội tâm đối ta rất phẫn nộ, thậm chí nhất định sẽ tìm cơ hội xử lý ta, bất quá xem ở ngươi ta lần này hợp tác vui vẻ phân thượng, ta cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Hy vọng lần tiếp theo gặp mặt ngươi sẽ không như vậy chật vật, người áo đen giải khai thiếu thành chủ trói buộc, không bằng thiếu thành chủ đáp lời liền đứng dậy ly khai. Nhìn xem người áo đen rời đi bóng lưng, thiếu thành chủ theo nho đạo pháp ngôn bên trong tỉnh lại, ngưng lông mày nói: đừng để ta điều tra ra được thân phận của ngươi không phải vậy coi như ngươi là nho đạo văn sĩ bản công tử cũng sẽ để ngươi trả giá thật lớn thiếu thành chủ hừ lạnh một tiếng ly khai về phần hắn làm sao điều tra hắc y nhân thân phận người áo đen căn bản không để trong lòng tại trở về trụ sở trên đường một cái thuộc hạ tuân hỏi tôn hương chủ nhóm chúng ta vì sao không trực tiếp xử lý hắn đồng thời đem việc này giá họa cho kỳ lân học phủ thế hệ này thanh phong thành thành chủ cùng kỳ lân học phủ phủ trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp không phải dễ dàng như vậy khiêu khích ly gián mà lại ta cũng hy vọng tại cái kia thiếu thành chủ trong nội tâm chôn xuống một cái cái đinh nhường hắn trở lại phủ thành chủ bên trong gây sóng gió là nhóm chúng ta về sau công chiếm thanh phong thành làm chuẩn bị lấy xuống mặt nạ màu đen văn sĩ lão tôn đơn giản đáp lại chính một cái thuộc hạ lại nói xử lý một cái giải quyết tốt hậu quả sự tình, ta đi trước cùng đà chủ báo cáo lập tức, rõ. Cái khác người áo đen nhao nhao lách mình đi thiện hậu, thế là văn sĩ lão tôn trở lại đại bản doanh, gặp mặt tự mình đỉnh đầu cấp trên nói. Đà chủ, lão bắt bọn hắn cái chết, chỉ sợ không phải thành chủ nhúng tay, không phải hắn, đà chủ hình bá thiên suy tư lập tức nói. Chẳng lẽ kỳ lân học phủ phủ trưởng tân tích chế một mực tại ngụy trang, căn bản không có thụ thương? không có khả năng, chúng ta người tự mình đi giám định qua, hắn nhất định thụ thương không có khả năng ngụy trang, văn sĩ lão tôn lắc đầu, ngay sau đó lại nói. Đà chủ ta hoài nghi kỳ lân học phủ bên trong, chỉ ít còn có một tên tứ phẩm võ phu, lại hoặc là nho đạo văn sĩ tồn tại, còn có một cái tứ phẩm tồn tại. Cái này khiến hình bá thiên hơi có một ít đau đầu mà nói nhóm chúng ta phân đà nhân thủ đều ở nơi này chỉ sợ khó có thể đối phó có hai cái tứ phẩm tồn tại kỳ lân học phủ nếu nói như vậy cùng đường chủ bên kia cầu viện quân nhường hắn lại phái một cái tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm cấp bậc cao thủ tới trước đó nhóm chúng ta chia thành tốp nhỏ tiếp tục che giấu tung tích vâng văn sĩ lão tôn gật đầu nói ta cái này đi cầu viện kỳ lân học phủ giang thần không biết mình tồn tại nhường đối phương như thế cảnh giác từ khi tần tích chế sau khi đến, giang thần phát hiện tự mình yên tĩnh bị đánh vỡ. Tại tần tích chế an bài xuống, nội viện trong tàng kinh các rất nhiều bị đào thải xuống tới võ kỹ, nhau nhau được đưa đến thư sơn các. Kể từ đó, ngày xưa bị ngoại viện học sinh chán ghét thư sơn các, trong nháy mắt trở thành bánh trái thơm ngon, thế là càng ngày càng nhiều ngoại viện học sinh đến đây học tập bản này tiên hiền làm văn hiến kinh thi viết quá tốt rồi chỉ bất quá lãng đọc ba bốn ngày ta cũng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng lên không ít cái này mây trắng thư thánh viết tự thiếp thật là làm cho ta si mê không thôi mỗi khi ta theo hắn kiểu chữ tiến hành bắt trước thời điểm ta cũng có thể cảm giác được chính mình là thư thánh hắn lão nhân ra Bản này Kiếm Tiên Văn tập ta xem xong về sau trong lòng lập tức có một bộ kiếm quyết, nhưng không có biện pháp tu luyện, đáng hận ta không phải một cái võ phu. Đúng rồi, các ngươi nói phủ trưởng hảo hảo đem nhiều như vậy nội môn thư tịch đặt ở ngoại viện làm gì, vậy ai biết rõ, có thể là phát hiện ta cái này kỳ tài ngút trời. Một bên nghe những này ngoại viện học sinh giao lưu âm thanh, một bên tiếp tục viết bát đại danh bộ là hôm nay bản này viết xong thời điểm, Giang Thần phát hiện bát đại danh bộ mình đã viết xong một nửa. Ngay tại Giang Thần cảm khái thời điểm, hệ thống máy móc thanh âm lại một lần vang dội tới. Tứ đại danh bộ hoàn thành 50%, ban thưởng túc chủ thiên địa bá quyền một bản, chuyện hot tháng 9. Bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán nhị phẩm, thanh phong thành đệ nhất cao thủ. Nghe chọn bộ tại mê audio.com tuế nguyệt như thoi đưa. Lại qua mấy tháng khoảng trường. Bởi vì ngoại viện học sinh quấy dày, trì hoãn giang thần tốc độ gõ chữ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem trong đầu tứ đại danh bộ toàn bộ kết thúc. Bất quá giang thần vẫn là đem ôn Thụy An lão sư ban bố tứ đại danh bộ series, trên trên dưới dưới cũng viết ra. Chính nhìn xem trước mặt một bản lại một bản tứ đại danh bộ, giang thần cảm giác được hết sức hài lòng duy nhất nhường hắn không thoải mái địa phương chính là hắn muốn từng quyền từng quyền đóng sách không có hiện đại như vậy thuận tiện trang bị cũng may giang thần đã là một tên võ giả cho nên đóng sách những này đồ vật cũng không phí sức hệ thống rút ra trong sách bí tịch tứ đại danh bộ kết thúc giang thần nhiệm vụ của lần này kết thúc tự nhiên cũng muốn nhận lấy ban thường nương theo lấy giang thần triệu hoán hệ thống quen thuộc mà nổi lên tứ đại danh bộ series độ hoàn thành 90%, ban thưởng túc chủ một bình sinh sinh bất tức đan. Giang thần mộng bước, hắn thế nhưng là đem ôn Thụy An lão sư công bố tứ đại danh bộ toàn bộ xem hết kết quả nhưng không có hoàn tất. Cái này khiến Giang thần hơi có chút im lặng. Bất quá, hắn lại nghĩ một chút cũng đúng là chuyện như vậy ôn thụy an lão sư tác phẩm thường thường đều là một cái series cho nên có rất ít trực tiếp hoàn thành ngược lại cần đăng nhiều kỳ vô số bản mà lại tứ đại danh bộ đăng báo ra phiên bản bên trong cũng xác thực không có một cái nào thống nhất đại kết cục cái này khiến giang thần thở dài một cái thế nhưng là cũng không thể thế nhưng chỉ có thể chờ đợi hắn có cơ hội vì cái này series bổ khuyết một cái đại kết cục dù sao hắn xuyên Việt rồi, không có khả năng trở lại địa cầu đi tìm ôn Thụy An lão sư. Đương nhiên, may mắn là hệ thống kiểm chắc đến giang thần phiền phức cũng có thể lý giải giang thần bất đắc dĩ, cho nên nó vẫn là cho giang thần một cái ban thưởng. Sinh sinh bất tức đan. Mặc dù không có nghe qua cái này đan dược, bất quá giang thần có thể theo đan dược danh tự bên trong, phát giác ra được cái này đan dược không tầm thường. Bây giờ ta tu vi đã dừng bước rất lâu, không biết rõ có thể hay không thông qua phục dụng cái này đan dược tiến thêm một bước. Giang Thần thì thầm một tiếng, bất quá hắn không có lập tức phục dụng, bởi vì hiện tại là ban ngày không phải rất thuận tiện. Thế là Giang Thần duỗi một cái lưng mỏi, đồng thời đem một bản lại một bản vừa mới viết xong tứ đại danh bộ series đem đến thư sơn các lầu một tiểu thuyết giá sách phía trên đồng thời dựa theo quen thuộc bày ra đến một cái thích hợp vị trí giang giáo tập đây là lại muốn gia tăng mấy tiểu thuyết không phải ta nói ngươi giang giáo tập lần sau có thể hay không chọn thêm mua một chút đồng dạng tiểu thuyết thêm ra mấy bộ tận lực nhường nhóm chúng ta cũng có sách xem giang giáo tập ngươi đến cùng là ở đâu tìm tới nhiều như vậy sách vì sao ta đi vào trong thành cái khác thư cục đi dạo từ đầu đến cuối không có phát hiện đồng loại đâu những này ngoại viện học sinh bởi vì cùng giang thần tiếp xúc lâu cho nên tránh không được sẽ đánh chào hỏi đồng thời cùng giang thần giao lưu bởi vậy nghe được những người này hỏi thăm giang thần không khỏi cười nhạt một cái nói bí mật thoại âm rơi xuống về sau giang thần chắp tay sau lưng đi đến thư sơn các lối vào vị trí nhìn ra xa lập tức chân trời mây trắng nhưng vào lúc này những cái kia ngoại viện học sinh đã nhao nhao cầm lên những cái kia tứ đại danh bộ series đồng thời đọc nội dung bên trong giây lát ngay tại phơi mặt trời giang thần chợt nghe những cái kia ngoại viện học sinh từng cái khiếp sợ tiếng hò hét đúng rồi các ngươi nói là hà phủ dài không ngừng nhường giang giáo tập mua sắm những này tiểu thuyết võ hiệp không biết rõ Ngu xuẩn các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những này trong tiểu thuyết võ hiệp tựa hồ cùng nho ra đạo kinh ẩn chứa một ít đặc thù đồ vật sao sư huynh ngài là nói nói đến các ngươi khả năng không tin ta từ nơi này bên trong lĩnh ngộ ra tới một bộ võ kỹ mấy ngày trước đó ta đã từng tìm được một cái không người rừng cây nhỏ âm thầm luyện tập lập tức hiệu quả một cách lạ kỳ kinh người sư huynh ngài lĩnh ngộ được võ kỹ kia thật là quá làm cho người ta hâm mộ Ta không có giống sư huynh ngài như thế, lĩnh ngộ được một bộ võ kỹ, bất quá ta chế tạo ra một bộ ám khí, đồng thời uy lực kinh người, có thể dùng tại về sau chiến tranh phía trên. Ta ta giống như lĩnh ngộ được một loại công pháp, lại không biết rõ như thế nào tu luyện. Một thời gian, đám người lao nhau, nhao nhao nói ra lĩnh ngộ của mình. Nghe được bọn hắn nói lời, miêu tả nội dung, Giang Thần không khỏi rất là rung động bởi vì bọn hán lĩnh ngộ đồ vật rõ ràng là kia từng quyển từng quyển trong tiểu thuyết võ hiệp ghi chép võ kỹ cùng tâm pháp trách không được ta gần nhất một mực tại bận rộn viết tiểu thuyết từ đầu đến cuối không có tu luyện những cái kia võ kỹ ngược lại cảm giác được võ kỹ của mình tu luyện tiến bộ phi tốc nguyên bản ta còn tưởng rằng là hệ thống cho phúc lợi một mực liên tục không ngừng là ta cung cấp lĩnh ngộ không nghĩ tới đầu nguồn tại cái này địa phương những người này thông qua giang thần viết tiểu thuyết, lĩnh ngộ ra đến một chút đồ vật, liền có thể nhường giang thần thông qua tiểu thuyết rút ra thu hoạch võ kỹ độ thuần thục tăng lên. Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Cho nên dù là giang thần lấy ra những cái kia công pháp, những cái kia võ kỹ, những ám khí kia. Không cần tu luyện cùng chế tác, đều có thể dung hội quán thông, lập tức trở thành đại sư cấp cường giả. Bất quá, minh bạch điểm này Giang Thần cũng không có chủ động đi đỡ cầm, bồi dưỡng những cái kia ngoại viện học sinh, mà là tĩnh tâm nhìn xem bọn hắn, nhường chính bọn hắn tự nhiên lĩnh ngộ. Mãi cho đến ban đêm, là những này ngoại viện học sinh nhau nhau rời đi về sau, Giang Thần mới hài lòng trở lại tự mình trụ sở, đồng thời lấy ra sinh sinh bất tức đan. Có thể hay không tiến thêm một bước liền xem ngươi, giang thần mặc niệm một tiếng, sau đó lấy ra đến một hạt sinh sinh bất tức đan lộc cọc, giang thần không trần chờ tại chỗ đem hệ thống ban thưởng sinh sinh bất tức đan để vào khoang miệng bên trong sau một khác đan dược hóa thành một cỗ chất lỏng theo giang thần khoang miệng trực tiếp tiến vào thể nội đồng thời ven đường một chút xíu thẩm thấu yết hầu động mạch cổ tế bào chờ đã thân thể cấu tạo bên trong tại sinh sinh bất tức đan trợ giúp cùng cải tạo phía dưới, giang thần tu vi không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đụng phải cái kia trở ngại hắn thật lâu cửa ải. Giang thần vận dụng toàn bộ tu vi, mượn nhờ sinh sinh bất tức đan công hiệu lần lượt sung kích thế nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp tiến lên. Xem ra một hạt không đủ. Giang thần suy tư lập tức về sau, đem tất cả sinh sinh bất tức đan cũng để vào trong miệng. Sau một khác, sinh sinh bất tức đan lực lượng thật giống như hồng thủy, đem thể nội tất cả trở ngại nó tiến lên đồ vật đẩy ra, đồng thời đánh tới giang thần cửa ải phía trên. Phanh, cửa ải lên tiếng bị sông mở, giang thần tu vi không ngừng lên cao. Không biết rõ đi qua bao lâu, giang thần cuối cùng từ sắp bị nổ nứt trong cảm giác khôi phục như thường. Nhị phẩm, một hơi đạt đến nhị phẩm cấp độ, xông qua tất cả thanh phong thành võ phu cùng nho đạo văn sĩ, trở thành thanh phong thành đệ nhất cao thủ. Cảm giác được thể nội mênh mông lực lượng, Giang Thần không khỏi cười lớn một tiếng nói. Đi tới cái này lạ lẫm, lại hỗn loạn thế giới lâu như vậy, bây giờ ta rốt cục hơi có một chút cảm giác an toàn, không cần mỗi ngày lo lắng mặc danh kỳ diệu bị người giết chết chuyện hot tháng 9 bắt đầu viết ra thần công dịch cân kinh Bắc Hán Tần Vũ, phản đồ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Sau đó một thời gian, Giang Thần không có giống dĩ vãng như thế viết sách đi thông qua hệ thống rút ra trong sách năng lực tiếp tục tăng lên tự mình, mà là củng cố tự mình trước đó lấy được tu vi. Bởi vì Giang Thần rõ ràng chính mình đột nhiên thu được nhất định tu vi, nhìn bề ngoài 10 điểm cường đại, thế nhưng là nội tại bên trong lại có rất nhiều vấn đề. Cái này đều cần hắn từng bước một đến củng cố, đem những cái kia vô duyên vô cớ theo hệ thống trên tay lấy được lực lượng, triệt để chuyển hóa trở thành lực lượng của mình. Cái này một tu luyện liền lại qua mười mấy ngày. Một ngày này, là giang thần triệt để hấp thu hệ thống cho lực lượng về sau, bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống đi viết cái gì sách thời điểm, chợt phát hiện thư sơn các bên trong đại đa số ngoại viện học sinh cũng đi. Chỉ có một cái ngoại viện học sinh một mực tại bên trong đọc sách, chậm chạp không có rời đi ý tứ. Cái này khiến Giang Thần có chút kinh ngạc, thế là Giang Thần buông xuống trong tay giấy bút, đồng thời đi qua tuân hỏi. Tiểu huynh đệ, Thư Sơn các phải đóng cửa, người còn không về đi giang quản sự ngài tốt bây giờ giang thần địa vị đã tăng lên không còn là một tên nho nhỏ giáo tập bởi vậy đối phương cung kính hướng phía giang thần hành lễ nghỉ về sau hướng về phía giang thần nói ta gọi là tần vũ ba ngày trước cùng xin theo hôm nay bắt đầu liền điều nhập ngoại viện đồng thời trở thành thư sơn các giáo tập hỗ trợ ngài quản lý thư sơn các giang thần nhìn thoáng qua đối phương quần áo cách ăn mặc không khỏi hiếu kỳ nói nếu như ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là nội viện học sinh mà lại thân phận cũng không thấp a à. như vậy vì sao muốn điều nhập ngoại viện là một tên nho nhỏ giáo tập lãng phí tự mình thanh xuân đâu bởi vì ta phải mạnh lên tần vũ một nắm nắm đấm kích động mà nói phụ thân hắn quá mệt mỏi ta phải nhanh một chút mạnh lên từ đó trợ giúp hắn đối kháng địch nhân cường đại nhường hắn có thể nhẹ nhõm một chút giang thần nhìn kỹ hắn một cái nói người họ tần kia phủ trưởng tần tích chế là ngươi tần vũ nói phụ thân ta nguyên lai like ngươi chính là thiếu phủ trưởng giang thần quan sát tỉ mỉ lập tức tần vũ không khỏi hiếu kỳ nói người muốn từ bỏ nội viện cơ hội giúp ta trợ thủ sự tình với ngươi phụ thân nói qua sao nói qua hắn không phản đối không phản đối vì sao bởi vì hắn là một cái mười điểm khai sáng người cho nên hắn ủng hộ ta quyết định của mình dù là ta vứt bỏ văn học võ các ngươi tần ra theo tổ tiên bắt đầu liền một mực là thánh triều văn mạch đặt nền móng người trước sau mười mấy đời người đều là nho đạo văn sĩ đến ngươi thế hệ này ngược lại muốn từ bỏ học võ nho đạo rất mạnh đặc biệt là nho đạo châm ngôn thế nhưng là nho đạo trưởng thành quá chậm ta không chờ được nữa bởi vậy ta muốn học võ nhưng là điều này cùng ta cùng thư sơn các có quan hệ gì đối mặt giang thần hỏi lại tần vũ đi đến một bên giá sách đồng thời tiện tay cầm lên một bản tiếu ngạo giang hồ đồng thời hắn cẩn thận nghiêm túc lật ra đồng thời tìm được miêu tả đọc cô cửu kiếm nội dung nói bởi vì ta theo bên trong quyển sách này lĩnh ngộ một loại vô thượng kiếm pháp đây chính là ngươi lý do giang thần nói đúng tần vũ hít sâu một hơi nói phụ thân ta đã đợi không kịp ta cũng không muốn đợi cho nên chỉ cần có một tia hy vọng ta đều muốn vì thế nỗ lực cố gắng giang thần nhướng mày nói không về phần mà lại có việc người cao treo lên với ngươi một cái tiểu thí hài có quan hệ gì bởi vì ta là tần giang người tự nhiên muốn thủ hộ kỳ lân học phủ tần vũ khí phách mà nói mà lại từ khi phụ thân ta thụ thương đến nay rất nhiều kỳ lân học phủ giáo viên ly khai Mấy ngày trước, thân kiêm nhiều chức bạch bá bá đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, lại bị một đám kẻ bắt cóc đánh chết, bây giờ phụ thân ta chỉ còn lại hai ba cái tướng tài đắc lực. Tiếp tục như vậy xuống dưới, không bao lâu, ta kỳ lân học phủ liền không người có thể dùng, đã nguy hiểm như vậy rồi. Giang thần những này thời gian một mực tại tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, thế mà không có cảm giác được kỳ lân học phủ như thế nguy hiểm ta không muốn từ bỏ nho đạo, thế nhưng là ta thật đợi không được, tần vũ nhìn xem giang thần, mắt to sáng ngời có thần mà nói. Giang quản sự, ngươi có thể thu ta, đồng thời để cho ta an tâm tại cái này địa phương đọc sách, lĩnh ngộ trong sách võ kỹ sao, có thể. Giang thần thở dài một tiếng, hắn minh bạch nơi này là trước mắt nam hài này tần vũ sau cùng hy vọng mà lại cái này địa phương lại là tần ra địa bàn đã đối phương chủ động trưng cầu ý kiến ý kiến của mình như vậy giang thần liền không thể cự tuyệt thế là hắn bổ sung một câu nói bất quá cái này địa phương có một quy củ kia chính là ta trong phòng viết đồ vật thời điểm bất luận kẻ nào cũng không thể quấy dày cho dù là ngươi phụ thân cũng không được hiểu chưa minh bạch ngài yên tâm ta sẽ tuân thủ quy củ tần vũ vui mừng nhướng mày tại chỗ vỗ ngực đáp ứng xuống ngay sau đó hắn lại đem từng quyển từng quyển chính mình coi trọng sách cầm tới thuộc về mình vị trí bên trên tiếp tục đi đọc diễn cảm nội dung phía trên lĩnh ngộ trong sách chân lý đối với cái này giang thần từ chối cho ý kiến lắc đầu ngay sau đó trở lại bên trong phòng của mình hắn quyết định tạm thời không viết ôn thụy an lão sư tác phẩm hắn muốn đi viết côn luân mấy ngày sau tần tích chế ngay tại phủ trưởng công tác địa phương mang theo bệnh xử lý kỳ lân học phủ sự vụ ngay tại cái này thời điểm một cái tân tấn phó phủ trưởng đi vào tần tích chế trước mặt nói phủ trưởng tần vũ đi thư sơn các làm việc không ở bên trong viện ngài nhìn ta có hay không cần tới đem hắn tìm trở về đừng chậm trễ hắn học chữ rõ lý lẽ không cần tần tích chế lắc đầu sau đó hướng về phía trước mắt bạch diện thư sinh nói Tiểu Nguyễn, Tần Vũ Thiên Phú, cho nên ta cũng không có trông cậy vào hắn kế thừa y bát của ta, bởi vậy hắn muốn làm gì, liền để hắn làm gì, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Tựa hồ nói chuyện thời điểm khiên động thể nội thương thế, bởi vậy Tần Tích chế thế mà ho khan, mà lại vượt diễn vượt liệt, thậm chí vì thế khạc ra máu. Thấy cảnh này, Bạch Diện thư sinh Nguyễn Bác Văn không khỏi tiến lên một bước, quan tâm mà nói: "Phủ trưởng, ngài đây là lại mắc bệnh" Tần tích chế nhìn thấy đối phương phụ cận, cũng không có nhạy cảm, dù sao đối phương là hắn nhìn xem lớn lên, đồng thời đã đề bạt làm phó phủ trưởng. Nhưng là, ngay tại Nguyễn Bác Văn tới gần tần tích chế thời điểm, hắn cũng không có thật là tần tích chế xoa bóp, ngược lại một bàn tay chụp về phía tần tích chế đỉnh đầu. Tần tích chế dù sao bước vào tứ phẩm nhiều năm, mà lại trước kia đi theo tiên đế chinh chiến qua biên cương, cho nên kinh nghiệm chiến đấu 10 điểm phong phú bởi vậy hắn cảm giác được sau lưng trưởng phong, lập tức dựa vào bản năng chiến đấu xông về phía trước, tránh đi Nguyễn Bác Văn một kích trí mạng. Đáng tiếc, phía sau lưng của hắn nhưng không có biện pháp tránh đi đối phương một kích trí mạng, tại chỗ bị đánh đến bay ra ngoài 4-5 mét. Không hổ là tần tích chế phủ trưởng, quả nhiên năng lực phản ứng xuất chúng một chiêu không có đánh giết tần tích chế, Nguyễn Bác Văn cũng không bối rối, ngược lại từng bước một hướng, phía tần tích chế truy sát mà đi nói. Bất quá, ngươi trốn không được, bởi vì hôm nay chính là ngươi tần tích chế mệnh tang hoàng tuyền, cảm thấy an ủi ta lương quốc tiên hiền trên trời có linh thiêng thời điểm. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4, năm sao, chuyện siêu chất lượng, trương cũng bao no, mời thưởng thức.